ai vậy? Dạ không có gì hết à. Dạ tại vì tụi em đang phỏng vấn á, ý là đang nói về quá trình của đó nãy Phương Hương nói gì Gia Hân. Bây giờ chị là phàn nàn, chị phàn nàn gì Gia Hân, có nghĩa là chị ra chỉ mua cái viên chiên, chị nói là Gia Hân ơi lấy chị 100 lộn xộn, nhưng mà bé này không có tôn trọng khách hàng, có nghĩa là bé không có dòm khách mà bé dòm trên trời, là chị ơi của chị 100.000 lộn xộn này chị, mà bé cứ vậy nè, 100.000 lộn xộn của ai, của chị là đúng không chị? Đó ai vô nè, vô luôn đó Phương ơi, mai dẫn Gia Hân đi bệnh viện mắt đi, bữa Gia Hân quẹo phải mà kiện lắc cái đầu qua trái bác luôn sĩ á. Nó không có nhận ca của Gia Hân, tại vì bác sĩ đó là Gia Hân lé duyên, cho nên bác sĩ không có trị Gia Hân. Gia Hân nói Gia Hân cứ lé cho cuộc đời của Gia Hân đi, tại Gia Hân lé duyên nha mọi người nha. Ủa chị có con trai giới thiệu em nha, kệ đó mà sau lưng luôn con có nghĩ sao về Gia Hân nè? Đó thì nếu mà con chị Gia Hân thì mẹ sẽ lớn lên, mẹ sẽ làm đâu. Ủa gì vậy? Ủa nó lắc đầu liền luôn á mày ơi, tao hỏi chị Gia Hân à. Ý là bị sốc tâm lý đúng không? Cái này cũng sốc đầu lại nha. Bây giờ là con, bây giờ Phương tên gì? Trung. Trung. Rồi xin mời bé Trung. Con có đồng lòng bằng ý, đồng ý lấy Gia Hân làm vợ không? Thôi. Ôi nó giật đầu liền, nó không xin ngợi. Kìa rồi, cô dâu Vi Vi. Thôi. Thôi để hỏi lại cho đỡ quê nè. Rồi Sang ơi, con có bằng lòng lấy Vi Vi làm vợ không? Không. Hai đứa bay nghĩ sao mà lấy hang bay nè, coi chị nè. Sang, em có bằng lòng lấy chị làm vợ ha? Ý là ừ cái cho chị vui làm chồng thì được chứ làm vợ cũng được nha. Ý là em ừ cái cho chị vui thôi cũng được, má em cũng được nữa. Trời ơi cái giọng này nghe ghê nha. Đó từ lâu chia chị xem chúng ta như hai chị em. Trời ơi nãy giờ em muốn biết lâu chưa chị? Ngồi sợ nhỏ đầy tháng thôi nè, bóc trúng cây son với là phấn đúng không? Rồi về tim của mẹ luôn. Trời ơi hình nền của nó nè mọi người. Ôi ôi ôi, tôi tưởng nó đang trường không, có má để hai máy nữa kìa. Lầu cắt quà. Cái gì vậy? Lầu cắt quà là gì má? Là lầu Đức Hoa đó. Trời ơi ôi. Cảm ơn nha, dễ thương. Nói chứ lần đầu em lại mua cái viên chiên của BD em có bỡ ngỡ không bé? Không. Quen rồi đúng không? Làm không Linh? Chúc Lam. Làm à. Chúc Lam, Chúc Linh đó. Em đệ rồi, Chúc Linh đâu? Chúc Linh lại. Chúc Linh là chị của em, hồi xưa em là Yến Trang, chị em là Yến Nhi, hát bài Dắp Cục Đá rồi xưa em, hai chị em hát bài đó mà chị té 8 lần á. Không, chị té 10 lần. Nó cũng giả treo thấy không, nó đâu chịu thua tôi. Đó con chị Sáng là con em Sáng đó này, là con em không có ngán con chị nè. Quá trời rồi, còn đi học không? Còn. Thiệt nha, không có giấu tôi nha. Và bây giờ đứng ở ngoài ngoài đúng không? Hết ba của anh hai, rồi tùm lum tùm la. Cái chuyện ba luôn á. Trung thu vậy chăn rằm đó mà chị đeo vàng chứ quá trời. Ủa ba của Khoa là ai đâu mình nói vậy? Kìa ba của Khoa, Khoa là anh thôi, ok cảm ơn chị nha. Ba. Anh ba mà. Nói Khoa là ba luôn. Dạ mấy mốt bây giờ hơn có lý chị hay là có kênh chị kêu em nha. Em đạt dầu vô mắt nó. Em bị mấy người phàn nàn rồi đó, ra không có bưng cái viên kia cho khách, bưng dởm đâu không mà. Trăm lộn xộn của ai? Của ai trăm lộn xộn? Bây giờ giữa Thu Phương với lại Gia Hân té xong Khoa cứu ai? Trời ơi, con cứu mày đó. Con cứu ai hỏi? Hỏi lần nữa, nếu mà ba người con gái đẹp, Gia Hân, Vi Vi, Thu Phương té xong Khoa cứu ai? Yêu mình chỉ thôi. Trời ơi. Nếu mà bây giờ cho sự trả lời của ba cô dâu thì khi mà được Khoa cứu thì ba tụi em tình nguyện té xong luôn. Hỏi cần cứu, tại vì Khoa đâu có biết bơi đâu cứu. Khoa yêu sĩ hay là Khoa yêu sang hay là Khoa yêu su gì cũng vậy, nhưng mà cuộc đời của Khoa là chuyện gì đấy? Trời ơi ơi, Thu Phương ghen mặt quá mày ưa. Nói nghe nè, đi về nhà chồng cô đang nói chuyện với chị. Thấy chưa, vợ chửi rồi kìa. Thôi đừng có người yêu này người yêu nọ, mệt mỏi quá. Giải quyết, giải quyết. Rồi đưa Khoa lên phường. Vì đậu quá trang rồi mọi người. Không, chính miệng Khoa nói thấy không? Tự Khoa hại Khoa đó nha, đeo vòng vàng nó quải đi. Đó rồi nó bắt rồi nó hiếp hỏi cho xui. Cái chương trình này là người ta lấy vàng người ta không có hiếp đâu. Đẹp người ta mới hiếp. Còn như Khoa là người ta bắt, người ta nhốt.
Giàu ghê, ngày nào cũng vậy hết trời. Ngày mai Tết Trung Thu qua quá sân ảnh gì vậy? Không rồi, mai không. Không thi khuyển. Còn thân giấy hồn qua đi, qua ấy đi xa gia đình. Qua đi luôn rồi. Em đã hết công đức rồi, hồi xưa vì phạm tội thiên đình em đã bể cho mình lưu ly. Em đã cấp giấy đầu tiên, bây giờ em đã phạm xuống trần gian. Bây giờ chỉ có thu phục em. Đứng lại. Tao đi luôn. Như phép em hết, phép em hết hiệu nghiệm, em kêu đứng lại đi hoài, chán quá rồi. Cậu em hưởng đi rồi sao hát nữa. Dạ. Dòng đi Hoàng Thượng. Ủa, ơi. Nhỏ xíu vậy. Ủa là mở nhạc chưa? Quân tương kính dân hùng anh, đạo xanh, chống non xanh, chống dân bào tàn. Đây nè em ơi, ăn cái viên chiên đúng không em? Đó, cái chỗ cái cây có bóng đèn đó em thấy không? Gửi xe đó giùm chị nha. Dễ thương. Đó, BB đang lên chương trình nha. Ủa làm gì vậy Phương? Nhảy bao bố hả? Hay là bắt cóc hoa? Bắt cóc hoa. Ủa BB có hỗ trợ không? Các bạn chốt cây nam á, mà thật lòng khi qua thì Khoa sẽ thật lòng để yêu người đó. Và Khoa sẽ lo gì nữa thật lòng. Khoa cũng không có người giữ tình Khoa không được yêu ai nữa. Bắt cóc Khoa đi. Bắt cóc Khoa, Khoa không được yêu ai nữa. Khoa bị bắt về trời rồi. Đừng quên nha. Nhưng mà không, Khoa không được yêu ai. Khoa không được yêu ai hết. Bắt cóc Khoa đi. Ôi nha. Xin lỗi các bạn nha. Thu Phương bất lực. Của người đó Khoa rất là buồn, Khoa rất là khổ, Khoa rất là cô đơn. Khoa muốn nhận ba Khoa. Nè, một người không xăm hình, một người không hút thuốc, một người không rượu bia là đây nè. Cái thuốc mang Khoa nè. Đừng có giỡn cái gì. Anh bất vũ tôi nha. Đàn ông. Nhưng mà trời ơi. Chị giỡn nha. Nam nữ thọ thọ bất thân thân nha. Các bạn ơi, xin lỗi đây là bà chị của mình nha. Bà chị mình bà ưu giỡn lắm nha. Đó, đây là chị hai của mình nha. Chị Thu Phương nha, chị hai của mình đó. Chị hai muốn còn đi chuyện hả? Bây giờ mình muốn là các bạn yêu thương mình thì hãy ủng hộ cho quán nha. Cá viên chiên nha. Thôi nha. Muốn còn đi chuyện hả? Đó, chị hai mình giỡn mình thôi nha các bạn. Ai mà các bạn tốt cây nào, nam nào yêu mình thật lòng, không hút thuốc, không bia rượu, không ăn chơi, không... Mấy người bé. Em có bạn không hay là 3 người đi? Ok. 3 người, lấy bạn 3 người. Đây, dễ thương luôn nè. Ê! Quậy quá trời luôn. Ê, xe kìa. Vậy người đó là ai nói vậy? Cái tị làm sao? Xấu mình xấu hơn đơn kiến trang 19-23 về trọng bộ răng nói chuyện với người ta em đi. Ghen hả? Không
tưởng hả? Ăn cơm với muối nói chuyện trên núi, ai đâu mà yêu. Đã cái thân phận của mình đã như vậy rồi, gu đàn ông không xăm mình, không hút thuốc, con nhà đàng hoàng, lên núi kìa, quen mấy con khỉ, quen mấy con đười ơi đó, có đàng hoàng đó, nó không nhà không cửa đó, ở đâu mà đẹp đẽ đó mà yêu yêu tố rồi yêu cầu rồi người ta phải ngoan ngoãn, phải không xăm mình đi luôn tùm lum tùm la. Đã thân phận rồi đó, nghĩ phỏng vấn luôn. Phỏng vấn cái gì mà tùm lum tùm la, rồi có tóc ghẻ mà đồ đeo chân hạt. Trời ơi là trời, ông trời ngó xuống mà coi. Rồi cái gì nữa nè? Nhưng mà đừng có nghe những gì chị Hai em nói. Chị Hai nói tụi bậy bạ. Không có ai là chị Hai đâu. Tự dẫn người này là chị Hai, tự dẫn người kia là anh ba. Đó nè, thầy Pháp bắt ma chuẩn bị xuất hiện. Rồi bận bộ đồ thầy Pháp cho đi, dán lá bùa vô. Sao đẹp không chị? Chị tại đây chị, chị đẹp không đó? Cho chị chim thưởng dung nhan của Hoa nè. Nè bây giờ chị thả là được cái mặt ngon không? Ủa mặt tướng nè, mặt đẹp không vậy? Nhưng mà chị nhất, nhưng mà chị nhất chị có một cái răng thôi. Có tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông bảo rằng không, tao còn bị gạt huống chi là mày. Ôi mày nói chị coi nè, nó chân lâu không đấy chị. Ủa trời ơi, bộ sao lỗi trong chi vậy má? Em chào em. Dạ. Yeah. Dạ có anh em không à Pha? Ta mệt quá. Ê mà cũng tính lẻ. Sao nó đi bộ vậy? Nó nhả con lấy chim chạy để lấy xe đạp mất 12 giờ. Tao nói bây giờ hồng hồng được 1 phút nữa mà không lấy xe đạp cho đeo lên tường thì cái nhà ai vậy ba lại nó không có tóc đi bộ lên đây ba lấy về vậy má. Quá trời không? À nhưng làm những cầu đụng em lên phường á. Ủa giờ cuối cùng là chưa có tác nghiệp xong luôn quá hả? Đang quay kìa phải không? Đang quay. Rồi nó yêu nghề má ơi. Ông khúc này hay mà gây cứng mà. À, có chồng em ơi. Có chồng. Thấy chưa, điện thoại của ta thấy không? Rõ ràng. Tôi nhìn người ra rồi. Mày xuống đi. Đúng rồi. Bắt lại, bắt lại. Kiểm tra, kiểm tra giấy tờ. Kiểm tra. Rồi chậu lông đi. Kiểm tra. Nè mọi người ơi, nè coi nè đó. Đó không? Đó, nghĩ sao mà ăn dưới da như vậy? Tùm lum tùm la công chuyện hết nè, đó, thấy không? Đó, mọi người nói xuống mà coi. Nghĩ làm sao mà... Ôi da, ôi da. Ôi da, ôi da, ôi da. Ôi da. Đây nè, mọi người. Trời ơi. Trời ơi. Đổi đồ qua ra đi. Ôi da. Đây là đội đẹp trai 19-23 tuổi. Nghĩ làm sao mà như vậy mà yêu cầu này yêu cầu. Chết rồi nó bắt cười má ơi. Có mất vòng vàng gì không Giao Khoa? Trời ơi. Con trai mà nạt ngộ con gái vậy hả? Mấy người có phải là đàn ông không vậy? Giỡn lắm mà sao lỏ nó ghét chứ thợ rồi. Ông bỏ đèn anh ơi. Dạ còn vậy? Ăn đây hay mua về không xả? Xuống đây với mẹ nè con. Rồi cho ba này. Xuống đây với mẹ. Dễ thương, ôi trời lắc đầu kìa.